Giữa năm 2021, cộng đồng mạng hít drama ngập phổi khi những ồn ào lùng xùm từ các nghệ sĩ về việc kêu gọi hỗ trợ đồng bào miền Trung khắc phục khó khăn do bão lũ vào tháng 10 năm 2020. Sự việc lên cao đỉnh điểm khi Trấn Thành chính thức tung ra 1.000 trang sao kê từ thiện, giải thích mọi thắc mắc. Đến nay sự việc không còn sự quan tâm nhiều của dư luận nhưng vẫn không tránh khỏi sự nghi vực. Mới đây trong một buổi gặp gỡ với truyền thông, báo chí, nam danh hài Trấn Thành đã được câu hỏi về cuộc sống của anh ảnh hưởng như thế nào về việc ồn ào từ thiện. Anh thẳng thắn chia sẻ, nếu nói không ảnh hưởng thì không đúng, dĩ nhiên mình bị ảnh hưởng rất nhiều về mặt uy tín. Nhưng mà Trấn Thành vẫn tích cực, mình nghĩ rằng mình làm đúng. Những gì đúng với lương tâm của người nghệ sĩ, trách nhiệm của một người nghệ sĩ. Mình không sợ mình phải đối diện. Mình chỉ sợ khi mình sai thôi, còn nếu như mình sống đúng với mình, không có gì phải sợ cả. Và Trấn Thành sẽ làm tốt những việc mà Trấn Thành đã làm, đang làm và sẽ làm, luôn luôn đúng với những gì mà quý vị đã tin cậy. Đó, trước đó vào ngày 7 tháng 9 năm 2021, khi ồn ào từ thiện lên cao trào, cụm từ sao kê trở thành từ khóa được nhắc liên tục trên các diễn đàn mạng xã hội, từ được tìm kiếm nhiều nhất Google, Việt Nam Trấn Thành đã tung ra 1.000 trang sao kê khẳng định bản thân minh bạch từ thiện. Động thái của nam danh hài đã đáp trả loạt tin đồn thất thiệt gây ảnh hưởng đến hình ảnh danh tiếng của anh. Không những thế, anh còn giải thích tường tận mọi thắc mắc của khán giả. Khi đó nam danh hài trải lòng, Trấn Thành đã dám tung ra 1.000 tờ giấy này. Nếu tôi làm sai điều, đầu tiên tôi phải đối diện với pháp luật. Khi tôi tung ra như thế này là đã có sự tư vấn của pháp luật và kế toán của bên tôi. Tôi không làm sai, tôi không sao, tôi không sợ. Có nhiều người đang tấn công cả gia đình tôi, mẹ tôi bị ảnh hưởng mấy ngày nay. Hai đứa em gái của tôi cũng bị tấn công bằng những tin nhắn trong khi có bằng chứng gì cả. Nếu còn ai hay kênh YouTube nào tiếp tục bôi nhọ tôi làm sai sự thật, tôi sẽ nhờ pháp luật gửi đơn cho những người đó, nhờ pháp luật can thiệp. Có thể tôi không phải người làm từ thiện chuyên nghiệp nên tôi có một số sai sót nhỏ, mong bà con thông cảm. Tôi rút kinh nghiệm sâu sắc vụ việc này, tôi cũng hy vọng mọi điều đang làm sẽ lấy lại danh dự cho giới nghệ sĩ hay những tích cực khi chưa có bằng chứng cụ thể đứng quy trục gì cho họ. Mỗi lần lên tiếng về những ồn ào đều có động thái dứt khoát mạnh mẽ thể hiện rõ chính trực. Dù không ồn ào đã lắng xuống nhưng nam danh hài vẫn không ngần ngại đối diện với những gì bà đã qua, khẳng định thêm vị trí của phần chất của MC quốc dân.